Thưa quý vị, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Bắc Giang qua phân tích mẫu xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh Mau Thị B, sinh năm 2006, quê ở huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, đang tạm trú tại thôn Trung tâm xã Hợp Thịnh, Hiệp Hòa. Chiều 10 tháng 7, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xác định có thêm một trường hợp dương tính với bệnh Bạch Hầu. Ca bệnh này là BHG, 29 tuổi, tạm trú tại thôn Trung Hòa, xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. G là một trong 16 trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh MTB và là một trong 8 trường hợp có kết quả âm tính trong lần xét nghiệm đầu tiên. Trong lần xét nghiệm thứ hai, G cho kết quả dương tính với bệnh Bạch Hầu. Tiến hành điều tra dịch tễ ca bệnh BHG, cơ quan chức năng xác định từ tối 2 tháng 7 đến ngày 5 tháng 7, tối nào G cũng đi từ phòng trọ đến quán Internet ở thôn Trung Tâm, Hợp Thịnh ngồi ăn cơm cùng bệnh nhân Mong Thị B. Ngày 7 tháng 7, sau khi biết Mong Thị B là F0, G đi khai báo dịch tễ tại trạm y tế xã Hợp Thịnh, sau đó về cách ly tại phòng trọ. G được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 vào ngày 7 tháng 7, có kết quả âm tính. Chiều 9 tháng 7, G được lấy mẫu xét nghiệm lần 2. Chiều 10 tháng 7, G có kết quả xét nghiệm dương tính với Bạch Hầu, được Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa chuyển ra Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 tại Đông Anh, Hà Nội điều trị. Tiến hành rà soát, truy vết, hiện cơ quan chức năng xác định có 7 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân G. Cả 7 trường hợp này đều có trong danh sách 15 trường hợp F1 đã được xác định và thực hiện cách ly y tế từ ngày 7 tháng 7. Ngay sau khi phát hiện ca bệnh, Sở Y tế tỉnh Bắc Giang chỉ đạo hướng dẫn trạm y tế xã Mai Trung xử lý môi trường khử trùng bằng chloramin B với nồng độ 0,1% clo tại phòng trọ của trường hợp tiếp xúc gần và khu vực xung quanh, đồng thời theo dõi sức khỏe, cách ly tại nhà và điều trị dự phòng bằng kháng sinh các trường hợp tiếp xúc gần đang được cách ly trên địa bàn xã Mai Trung và Hợp Thịnh trong vòng 7 ngày, theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày kể từ khi tiếp xúc gần lần cuối với ca bệnh xác định. Thưa quý vị, khoảng 10 giờ tối 10 tháng 7, một đám cháy bùng lên từ căn nhà cấp 4 ở quận 12, người phụ nữ 34 tuổi mắc kẹt tử vong. Cụ thể, khói lửa phát ra từ căn nhà rộng khoảng 60 m² nằm trong hẻm khu phố 10, phường Tân Chánh Hiệp. Khi cháy, bên trong nhà có 3 xe máy dựng ở gần cửa ra vào. Rất may, 4 người trong căn nhà cháy sau đó vội chạy ra ngoài thoát thân, hô hoán hàng xóm dùng bình cứu hỏa mini dập lửa, song bất thành. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận 12 điều động xe chữa cháy và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dùng vòi rồng phun nước dập lửa. Cảnh sát cũng phun nước làm nguội các mái vách bờ tường ngăn cháy lan. Khoảng 20 phút sau, khi hỏa hoạn được khống chế, cảnh sát tiến vào bên trong phát hiện người phụ nữ đã tử vong. Theo lực lượng chức năng, 4 người trong nhà đã chạy ra ngoài khi mới xảy ra cháy. Tuy nhiên, người phụ nữ đã quay lại lấy đồ. Lúc này, đám cháy bùng phát mạnh nên nạn nhân bị mắc kẹt. Nguyên nhân đang được điều tra làm rõ. Cùng chuyển sang một thông tin công nghệ đáng chú ý. Thưa quý vị, Samsung Galaxy J Fold 6 và J Flip 6 là một đôi mới nhất của dòng smartphone màn hình gập mang tên Galaxy J. Sản phẩm ra mắt vào tối 10 tháng 7 theo giờ Việt Nam và được các đại lý chính hãng trong nước dự kiến thời gian giao hàng từ ngày 26 tháng 7. Trước đó, giai đoạn từ 10 tới 26 tháng 7 sẽ là thời gian đặt hàng trước dành cho người dùng muốn sở hữu sản phẩm và sẽ đi kèm những ưu đãi khác nhau đến từ từng hệ thống bán lẻ. Giá niêm yết đối với các phiên bản Galaxy J Fold 6 từ 256 GB, 512 GB và 1 TB lần lượt là 43,99 triệu đồng, 47,99 triệu đồng và 54,99 triệu đồng. Đối với J Flip 6, giá niêm yết tham khảo từ hệ thống Di động Việt rẻ nhất từ 28,99 triệu đồng cho bản 256 GB và 32,99 triệu đồng cho bản 512 GB. Đây cũng là mức chung được nhiều đại lý trong nước công bố. Quyết định giá mới khiến một số người dùng bất ngờ khi có sự chênh lệch đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm. Trong khi Samsung không thực sự mang đến nhiều thay đổi ở phiên bản mới, năm ngoái khi ra mắt Galaxy J Fold 6 có giá lần lượt là 40,99 triệu đồng, 44,99 triệu đồng và 51,99 triệu đồng cho phiên bản tương ứng là 256 GB, 512 GB và 1 TB. Như vậy, mỗi máy J Fold 6 năm nay được định giá cao hơn khoảng 3 triệu đồng so với thế hệ tiền nhiệm. Theo chia sẻ từ đại diện Cellphone S, ngay trong buổi tối sự kiện ra mắt, hệ thống đã ghi nhận gần 1.000 khách hàng quan tâm và đăng ký thông tin trước. Hệ thống dự đoán rằng tỷ lệ khách hàng đặt trước Galaxy J Fold 6 sẽ tiếp tục chiếm phần lớn vào khoảng 60% tổng số lượng đơn hàng. Trong đó, màu xám Meta và xanh Navi sẽ được yêu thích. Với Galaxy J Flip 6, khách hàng sẽ đặt trước nhiều nhất ở màu mới xanh Min và vàng Solar.
Thưa quý vị, cùng chuyển sang một thông tin giải trí đáng chú ý. Mới đây, thông tin Hoa hậu Việt Nam 2014 Kỳ Duyên đăng ký dự thi Miss Universe Việt Nam 2024 khiến cho nhiều khán giả bất ngờ và đặt câu hỏi liệu cô có thể chiếm lấy ngôi vương lần nữa hay không. Kỳ Duyên chia sẻ rằng danh hiệu Miss Universe Việt Nam là ước mơ tuổi trẻ mà cô vẫn luôn ấp ủ. Trong bản đăng ký dự thi, mỹ nhân 28 tuổi từng chia sẻ cô đã đau đáu giấc mơ này đúng 10 năm, nên cô quyết định quay trở lại với mục tiêu giành chiếc vé đại diện nhan sắc Việt Nam bước ra đấu trường quốc tế. Được biết, Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1996, quê ở Nam Định, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 khi còn là sinh viên trường Đại học Ngoại thương. Tuy nhiên, sau khi đăng quang, Kỳ Duyên vướng vào một số ồn ào liên quan đến đời tư, có những hành động chưa chuẩn mực của một hoa hậu. Cho tới nay, vì nhiều lý do nên Kỳ Duyên vẫn chưa thể đại diện Việt Nam tham dự các đấu trường nhan sắc quốc tế. Những năm sau đó, Kỳ Duyên quay trở lại làng giải trí, gây ấn tượng mạnh trong lĩnh vực thời trang và thường xuyên giữ vị trí vedette, diễn kết màn trên sàn diễn. Thời điểm hiện tại, Hoa hậu Kỳ Duyên đã có một vị trí nhất định trong lòng người hâm mộ, được nhiều nhà thiết kế ưu ái chọn vào vị trí quan trọng trong các show diễn thời trang lớn. Cùng chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, ngày 10 tháng 7, nhiều huyện của tỉnh Hà Giang liên tục hứng mưa lớn, nước lũ dâng cao đã cô lập nhiều bản làng và gây sói lở đường xá. Thông tin từ Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ 19 giờ ngày 9 tháng 7 đến 10 giờ ngày 10 tháng 7, trên địa bàn tỉnh Hà Giang có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Một số trạm mưa lớn như xã Tân Lập, huyện Bắc Quang, 507 mm, lượng mưa lớn nhất từ đầu năm, xã Xuân Minh, huyện Quang Bình, gần 305 mm, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì, 200 mm. Mưa lớn đã gây ra nhiều thiệt hại cho các địa phương. Chính quyền đã di rời khẩn cấp 5 nhà, ảnh hưởng do sạt lở đất 2 nhà. Về giao thông, sạt lở các tuyến quốc lộ 34, tỉnh lộ 177, tuyến đường liên thôn tại huyện Bắc Quang, Hoàng Su Phì, Bắc Mê, Quang Bình. Đường liên thôn vào 8 thôn với hơn 520 hộ, gần 2.600 dân của xã Tân Lập, huyện Bắc Quang cũng xuất hiện hàng chục điểm sạt lở lớn nhỏ, nhiều đoạn nước chảy thành suối. Sau khi thiên tai xảy ra, các huyện, xã đã huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ khắc phục hậu quả, phân luồng giao thông, canh các vị trí nguy hiểm. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ tháng 7 đến tháng 9, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng từ 5 đến 7 cơn bão trên áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng 2 đến 3 cơn đổ bộ vào đất liền. Số lượng bão áp thấp nhiệt đới trung bình nhiều năm trên Biển Đông trong thời gian này là từ 6 đến 7 cơn, trung bình nhiều năm đổ bộ vào Việt Nam khoảng 3 cơn. Đề phòng khả năng bão áp thấp nhiệt đới hình thành ngay trên khu vực Biển Đông. Dự báo từ ngày 11 tháng 7, ở khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, đề phòng độ cao sóng có lúc tăng lên trên 2,5 mét. Đêm 11, ngày 12 tháng 7, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, vùng biển phía nam của khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Cảnh báo toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn. Ngày 10 tháng 7, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Ninh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bắc Ninh tổ chức hội nghị tập huấn kỹ thuật hộ đê phòng chống thiên tai năm 2024 và triển khai kế hoạch xử lý vi phạm luật đê điều, luật thủy lợi. Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn, hiện trên địa bàn tỉnh còn nhiều vi phạm về đê điều, thủy lợi, trồng chất. Theo đó, từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện, lập biên bản và kiến nghị chính quyền các địa phương xử lý 893 trường hợp vi phạm luật đê điều và luật thủy lợi. Tuy nhiên, các địa phương mới xử lý được 169 trường hợp. Ngoài ra, vi phạm cũ từ năm 2020 trở về trước, toàn tỉnh còn tồn tại hơn 3.600 trường hợp. Chỉ rõ nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan của những tồn tại, hạn chế, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu ngành chức năng và các địa phương thống nhất quan điểm, triển khai quyết liệt, nghiêm túc các nội dung trong kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh về xử lý vi phạm luật đê điều, luật thủy lợi, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và chính quyền các cấp trong triển khai thực hiện, phân loại, đánh giá mức độ vi phạm đối với từng trường hợp để xử lý, trong đó tập trung giải quyết vi phạm mới phát sinh, tái phạm nhiều lần.